Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có một buổi video trực tiếp vì có một cái vấn đề mà mình vừa mới giải quyết cho một cái khách hàng. Đó chính là khách hàng đến tại một spa. Và các bạn biết đến bây giờ thời tiết chúng ta rất là hanh luôn, đặc biệt là miền Bắc. Nhưng mà khách hàng này thì đã được tư vấn, đó chính là lột da mặt ạ. Nghĩa là mới đầu thì khách hàng chỉ đến, cũng là khách hàng được một chị làm y, vì chị học y cho nên là khách hàng rất là tin tưởng chị ý. Nhưng mà khi mà khách hàng đến thì được tư vấn là em sẽ làm cho chị một buổi mà trắng ngay, trắng đẹp ngay ạ. Và các bạn biết là kết quả sẽ là như thế nào rồi đúng không ạ? Và khách hàng đó đã được là gì? Đã được lột, được sử dụng một cái liệu pháp, đó chính là sẽ lột da mặt ngay lập tức. Và ngay cái thời điểm đó thì chị bảo là khi mà chị lột da thì chị thấy rát. Sau khi rát xong thì chị sẽ, da mặt của chị sẽ mịn một ngày, đến ngày thứ hai thì bắt đầu có vấn đề. Xin chào tất cả mọi người ạ. Chào Thắng nhé, chào Dương nhé. Thì mình chia sẻ thêm với các bạn, đó chính là gì ạ? Và chị đã đến cầu cứu mình khi mà da mặt của chị sau ngày thứ ba làm mọc mụn, da của chị sần sùi, mọc mụn, bong chóc. Và các bạn biết điều gì không ạ? Khi mà cái chị khách hàng đó gọi điện đến cho chủ spa đó thì họ nói với chị rằng gì? Nếu chị mọc mụn thì chứng tỏ là chị tiết nhiều dầu quá rồi, và chị đừng bôi bất kỳ cái gì cho em nữa. Chị hãy ngưng lại cấp ẩm và tất cả những cái sản phẩm của chị hiện tại, chị hãy ngưng đi. Và kết quả là gì ạ? Da của chị bong chóc, da của chị bị nhạy cảm và bị sạm nám nổi lên rất nhiều. Vấn đề là vì sao ạ? Các bạn cũng biết thời tiết của miền Bắc rồi đúng không ạ? Những cái thời tiết hiện tại như bây giờ đó gì ạ? Vừa khô, vừa có nắng. Và nắng này thì rất là độc ạ. Nắng nhiều nhưng mà lại ngừng cung cấp ẩm, mà da thời tiết thì vô cùng hanh khô, dẫn tới tình trạng gì các bạn biết không? Khi mà tất cả học viên của Hà được học đều biết rằng gì? Da của chúng ta phải cần cực kỳ nhiều nước. Khi các bạn thiếu ẩm, da của bạn sẽ không còn cái độ căng bóng nữa. Mình không muốn nói ở đây, nhưng mình là một người uống đầy đủ nước thì các bạn nhìn thấy, kể cả mình không có trang điểm, kể cả mình không có bôi, thì da của các bạn nhìn thấy rằng dù trắng hay không trắng ở đây nó chính là cái vấn đề về nội tiết hoặc là do gen rồi. Nhưng các bạn sẽ vẫn nhìn thấy những người uống đủ nước là da của họ sẽ căng bóng đúng không ạ? Nếu như cô xin chào bé Nguyễn nhá. Nếu như trong cái trường hợp mà các bạn ngừng cấp ẩm cho làn da thì rất nhiều những vấn đề xảy ra. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ, và mình mong muốn học viên của mình hãy chia sẻ cái video này cho đến tất cả các chủ spa khác biết rằng là gì ạ? Da của chúng ta, khi mà da của chúng ta tiết dầu, không hoàn toàn là do là đấy là do cái gen di truyền của khách hàng hay là do nội tiết của khách hàng, mà còn do thiếu ẩm nữa. Các bạn có còn nhớ không ạ? Tất cả những các học viên khi mà được học từ, mình không nói là từ mình, từ tất cả những người nào, những học viện mà các bạn được học lý thuyết, như bản thân mình là trước đây mình được đào tạo ở Thu Cúc và được đào tạo chính là từ chuyên gia từ sinh, thì cái tầm quan trọng của nước cực kỳ quan trọng. Vậy thì tại sao mà lại có các chủ spa nói với khách hàng là gì? Chị ngưng cấp ẩm, tại sao lại có cái trường hợp như thế? Và khi mà mình gặp những cái trường hợp như vậy, mình không có cái thời gian trực tiếp mình đi làm cho tất cả các khách hàng. Cô xin chào Hiền nhé. Nhưng mà mình đã phải gì hẹn chị đến vào một chủ spa, và chị muốn là tự tay mình làm cho chị ý, tự tay mình lên quy trình. Và quy trình đó chính là cấp ẩm và cấp ẩm. Sau khi làm một buổi thôi, chị bảo da chị hoàn toàn khác hẳn, vì da chị đã được cấp ẩm rồi. Mình cũng không hiểu tại sao. Các bạn phải biết rằng khi các bạn muốn đi học, các bạn phải tìm hiểu họ là chuyên nghề hay là họ sẽ đào tạo cho các bạn từ những cái kiến thức cơ bản. Thậm chí các bạn còn không biết phân loại da. Các bạn đi học về nhưng các bạn không hề biết phân loại da. Và ở đây hôm nay mình rất là bức xúc. Vì sao? Vì nghề spa của các bạn biết rằng là đáng nhẽ ra các bạn rất được đề cao, nhưng vì nhờ chính các chủ spa như vậy, và cũng nhờ chính là các bạn đi học, nhưng các bạn được học theo kiểu chuyên nghề. Mà các bạn biết rồi đấy, mỗi một người học thì chúng ta sẽ rơi vãi một chút, và các bạn học từ những cái người mà rơi vãi nhiều rồi, dẫn tới cuối cùng là các bạn học được cái gì ạ? Và mình đã phải chữa rất nhiều như thế. Rất nhiều người nói mình em sợ và không dám đến spa nữa. Các bạn hãy nghĩ xem tại làm sao ạ? Tại làm sao mà khi các bạn hành nghề đến dẫn tới cho khách hàng sợ đến như vậy? Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách chăm sóc da nữa. Chúng ta có thể coi là một trường phái về chăm sóc da. Nếu như bạn nào có biết về
Có đọc sách về nước ngoài về phân loại da ấy, người ta sẽ phân loại da theo một cách khác, không phải như bình thường chúng ta sẽ phân loại da gồm có bao nhiêu ạ? 5 loại đúng không ạ? Chúng ta sẽ có da thường này, da khô, da dầu, da hỗn hợp, da nhạy cảm đúng không ạ? Nhưng nước ngoài người ta sẽ có một số các nước khác theo một trường phái khác, nghĩa là gì ạ? Tìm hiểu tận gốc da của chúng ta thiếu cái gì thì người ta sẽ phân loại da theo một cách khác nữa. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, nếu các bạn có thể chia sẻ, các bạn có thể phân loại da được bằng cái cách này ấy, thì mình tin rằng chỉ cần các bạn biết các bạn phân loại được thì các bạn sẽ tìm được cái nguyên nhân của da, thật sự của da, và chúng ta sẽ không bị những cái lỗi lầm như vậy nữa, thì các bạn sẽ có những cái cách mà các bạn điều trị đúng đắn nhất. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó chính là phân loại da dựa trên sự thiếu nước, thiếu dầu của từng khách hàng. Đây là một cái loại trường phái khác và thực ra nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Ví dụ như các bạn, ví dụ da như của chúng ta đúng không ạ? Khi mà làn da người ta đủ dầu và đủ nước, đó chính là da thường đúng không ạ? Da không có vấn đề gì nữa, đủ dầu đủ nước, đó chính là da thường. Còn có những cái loại da mà da gì ạ? Da bị thừa dầu và thiếu nước. Thừa dầu thì chúng ta biết rất nhiều đúng không ạ? Có những trường hợp là chỉ là bị gì ạ? Bị thiếu nước, cho nên là các bạn biết là da chúng ta luôn luôn có dầu và nước đúng không ạ? Và khi bị thiếu nước thì nó sẽ phải kích thích tiết dầu bù vào đó. Cho nên nhiều người ạ, các bạn biết rằng nhiều người người ta chỉ cần cung cấp đủ lượng nước cho da thì da của người ta sẽ điều tiết và cái lượng dầu tiết ra sẽ ít và phù hợp luôn, và da của họ chỉ cần gì ạ? Đủ ẩm. Và thứ hai đó chính là gì ạ? Đó chính là bôi kem dưỡng bình thường thôi và da của họ tự điều hòa. Và mình đã từng tư vấn cho những bạn ở rất xa đó, ở tận Hà Tĩnh, và các bạn ấy chỉ cần là cái quy trình chăm sóc da chuẩn cộng với cung cấp đủ nước, và da của bạn ấy đi da liễu, em đi da liễu không khỏi, em đi da liễu đã khỏi rồi nhưng về lại bị tái lại. Vì sao? Vì em có cung cấp đủ nước cho da đâu, cho nên da em sẽ bị tái lại đúng không ạ? Chỉ cần sau những cái tư vấn như thế và các bạn đi chăm sóc da đầy đủ bình thường thì da của các bạn ấy sau 2 tháng da của bạn ấy đã khỏe mạnh trở lên là bình thường và không có bị mụn nữa. Ngoài ra thì mình có nhớ là có một học viên cũng bị tình trạng như này lần trước mà mình có dạy bạn ý, thì khi mà da của bạn ý bong vẩy, trên bề mặt da, đặc điểm của làn da này là gì ạ? Trên bề mặt da cực kỳ nhiều dầu, bóng dầu, nhưng bên trong các bạn nhìn thấy vẫn có những cái sự bong tróc da, dẫn tới là gì? Bạn ấy không dám bôi gì, bạn chỉ dám rửa mặt, sau đó là dùng nước muối sinh lý để lau đi, dẫn tới làn da của bạn ấy bị khô căng bong tróc. Da của bạn nhạy cảm, bôi bất kỳ sản phẩm gì, rửa mặt thôi cũng sót. Nhưng sau khi bạn ấy quy trình bạn chỉ cung cấp đủ nước cho da thì da của bạn ấy hết nhạy cảm, da khỏe, và thậm chí bây giờ da của bạn ấy còn đẹp rồi. Thì các bạn phải biết được cái tầm quan trọng của nước nó như thế nào đối với làn da của mình và đối với cơ thể của mình nữa. Thì cái trường hợp thứ hai là trường hợp cực kỳ phổ biến, đó chính là gì ạ? Các bạn thấy là da của khách hàng tiết nhiều dầu, các bạn bảo không ngưng cấp ẩm đi, đó hoàn toàn là sai lầm. Mình nhắc lại với các bạn là cực kỳ sai lầm, dẫn tới tình trạng da khách hàng càng bị nặng hơn, càng khô, càng kích thích tiết dầu. Đó, đó chính là cái điều mà các bạn cực kỳ sai lầm trong điều trị, đặc biệt là điều trị mụn. Có nhiều bạn bị mụn và dùng cái sản phẩm cực kỳ khô dẫn tới càng tiết dầu, và tiết dầu dẫn tới bít tắc lỗ chân lông, bít tắc lỗ chân lông rồi dẫn tới bị mụn, rồi bị mụn xương viêm, rồi dẫn tới là mụn mủ, mụn bọc rất nhiều. Đó, cũng bởi nguyên nhân chủ yếu là gì ạ? Chủ yếu đó chính là nhiều dầu. Mà nguyên nhân sâu xa của cái việc nhiều dầu của các bạn đó không phải là do cơ địa của các bạn ý, mà chính là do gì ạ? Thiếu nước, thiếu ẩm cho làn da. Các bạn ý uống cực kỳ ít nước dẫn tới tình trạng bị tiết dầu nhiều. Và đó là cái phân loại da của một số các cái trường hợp, của một số cái nước, một cái trường phái khác. Đó chính là cái trường phái mà phân loại da dựa theo cái lượng dầu và nước. Thì các bạn biết là da của chúng ta ấy, nó có lớp màng nhờn phía trên đúng không ạ? Và trong cái lớp màng nhờn đó thì sẽ có nước và dầu, thành phần nước và thành phần dầu. Vậy thì không có cớ gì mà da, các bạn phải biết rằng khi mà da của chúng ta bị thiếu cái lượng nước ở trên bề mặt, nó sẽ tiết dầu phủ lên trên ạ. Nó sẽ tiếp tục phủ lên trên cho đến khi nào da của các bạn đủ rồi thì nó sẽ ngưng lại. Vậy thì không có cớ gì mà các bạn nói với khách hàng rằng là gì? Chị ngưng cung cấp ẩm cho da cho em để dạ da của chị không bị dầu nữa. Hoàn toàn sai lầm và hoàn toàn ngược lại với khoa học về da, đấy là các bạn hoàn toàn sai lầm, dẫn tới tình trạng là hiện tại
cái mùa này ạ, rất nhiều khách hàng tìm đến mình chỉ vì một vấn đề, đó chính là một số chủ spa hướng dẫn là gì ạ, ngưng cấp ẩm nếu như bị tiết dầu. Đấy là hoàn toàn sai lầm đối với các bạn. À, và có một cái trường hợp đó là chúng ta phân loại ra nhá, theo trường phái đó thì chúng ta sẽ có thứ nhất, đó chính là da bị thứ nhất là da, đối với như là da thường của chúng ta là sẽ có đủ nước và đủ dầu. Trường hợp thứ hai đó chính là thiếu nước và thừa dầu. Trường hợp thứ ba đó chính là gì ạ, đó chính là thiếu cả nước và thiếu cả dầu. À, nếu như mới đầu khi các bạn các bạn uống ít nước thì da của các bạn sẽ khô đầu tiên đã. Sẽ khô, đó chính là trường hợp gì ạ? Thiếu nước và thiếu cả dầu. Sau một thời gian, da của bạn sẽ nhận được tín hiệu là da của bạn rất khô. Thì vẫn tiếp tục, các bạn vẫn tiếp tục uống ít nước như thế và da của bạn sẽ kích thích tiết dầu để bù phần nước còn thiếu. Dẫn tới là gì ạ? Trường hợp thứ ba đó chính là đó chính là trường hợp là thiếu nước và thừa dầu, dẫn tới cái tình trạng đó là bị mụn bây giờ đấy ạ. Chính vì thế nên mình muốn nói với các bạn là gì ạ? Các bạn phải nhìn được bản chất của da của khách hàng đã. Nếu như các bạn có thể chia ra nhìn được tận gốc da của khách hàng, đó chính là gì ạ? À, da của khách hàng này là rơi vào trường hợp nếu như là da thường thì là gì ạ? Vừa đủ lượng dầu và vừa đủ cái lượng nước, đúng không ạ? Nếu như trong cái trường hợp mới thiếu nước thì nó sẽ rơi vào trường hợp đó chính là thiếu nước và thiếu dầu. Trường hợp thứ ba, thiếu nước trầm trọng thì sẽ dẫn tới là gì ạ? Thiếu cả nước và thiếu cả và thừa dầu, là kích thích tiết dầu. Đấy là dẫn tới vấn đề thứ ba. Sau khi đi qua ba cái tiến trình đó, nó sẽ cực kỳ nhiều dầu, cộng thêm là gì ạ? Bong tróc ở dưới dẫn tới bít tắc lỗ chân lông. Và trường hợp này ạ, không cần làm gì nhiều. Mình nói luôn, đối với tất cả những chủ spa trị mụn, không cần phải làm gì nhiều. Các bạn chỉ cần hướng dẫn khách hàng ăn ngủ đủ giấc và cung cấp đủ độ ẩm thì da của khách hàng sẽ tự điều tiết là cái lượng dầu đó, và các bạn chỉ cần giải quyết ở trên bề mặt thôi. Còn nếu như mà về nội tiết thì chúng ta sẽ kết hợp với các cái thuốc điều tiết từ bên trong. Và ở tiện ở đây thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn là các chủ spa thì mình cũng đã khuyến cáo các chủ spa rồi, khi mà uống về cái nội tiết ở bên trong ấy, hiện tại là theo như mình được biết thì các bạn chủ spa đã thử rồi, và các bạn chỉ cần uống cây cà gai thôi các bạn nhé. Nếu như mà cây cà gai thì uống, nếu như bạn nào nhẹ mà uống nội tiết ấy, nhẹ thì 3 tuần là các bạn đã thấy thay đổi rồi. Còn nếu nhiều thì chúng ta chỉ uống trong vòng 2 tháng đến 3 tháng là nội tiết là đào thải gan thận cực kỳ tốt. Đặc biệt là đối với nam giới, khi mà uống rượu uống bia nhiều thì khi uống cây lá gai tầm khoảng 1 đến 2 tháng là sẽ đỡ cái mụn nội tiết từ bên trong. Và mình cũng đã hướng dẫn cho một số các chủ spa làm và khá là thành công rồi, nên mình cũng chia sẻ thêm với các bạn. Và cái mục đích video ngày hôm nay thì mình cũng hứa hẹn với các bạn là sẽ có một cái sản phẩm trị mụn dành cho tất cả các loại mụn, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết sau nữa ạ. Còn hôm nay là vì sao mục đích phải chia sẻ, vì thực sự là mình cần chia sẻ gấp với các bạn, vì hiện tại là nhiều nhiều khách hàng tìm đến mình, và mình tất nhiên mình sẽ không có thời gian để làm cho từng khách hàng, và có hẹn hoặc là khách hàng ở tỉnh thì mình không thể làm cho các khách hàng được. Nhưng mình cũng không muốn rằng dù là khi mình chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ chữa được cho khách hàng, gọi khách hàng không tìm đến mình, nhưng mình cũng rất là vui, bởi vì nghề spa của chúng ta đang được nâng cao hơn và khách hàng tin tưởng hơn, chứ không phải như bây giờ khi mà các chủ spa tư vấn các bạn cũng không hiểu nguyên nhân là vì sao mà khách hàng bị như thế, dẫn tới tình trạng là hiện tại nghề spa của mình đang bị rất nhiều khách hàng tẩy chay. Các bạn có tin không ạ? Có rất nhiều khách hàng tẩy chay và khách hàng sợ không đến spa nữa. Vì sao? Mình cũng nói luôn với các bạn là vì các bạn đi học không, thực sự là các bạn đi học theo phong cách là truyền nghề. Cái người chủ spa truyền nghề cho các bạn ấy còn không biết nguyên nhân là vì sao, còn không biết phân loại da, còn không hiểu vì sao mà tiết dầu. Có những chủ spa mà giải thích với khách hàng rất buồn cười, đúng không ạ? Và khách hàng nói với mình mà mình cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà mình tin chắc một điều rằng tất cả những học viên mà đã được đi học, không chỉ là học viên của Hà mà học viên của tất cả những nơi mà đào tạo chính quy hoặc là đào tạo cơ bản, đào tạo từ lý thuyết đi lên, đều sẽ không có những cái trường hợp như thế này. Và mình luôn luôn nhắc với tất cả các học viên của mình là gì ạ? Là khi nhìn da phải nhìn da của khách hàng có thiếu ẩm không, đúng không ạ? Phải phân loại da là phải có quan sát, các bạn phải đặt câu hỏi xem khách hàng có uống nước nhiều hay không, chứ không phải
Ôi chị ơi, chị cứ mọc mụn là chị bị tiết dầu nhiều và chị cứ ngừng cấp ẩm cho em và dẫn tới cái tình trạng mình cứ phải đi chữa như thế này đúng không ạ? Tất nhiên là các bạn sẽ không muốn như vậy và mình chia sẻ, mình mong muốn rằng là mình chia sẻ thêm với các bạn về cái cách, một cái phong cách khác về phân loại da. Mặc dù nó chỉ chia thành 3 loại thôi, đúng không ạ? Nhưng nó đặc biệt hơn đó chính là gì, đối với những cái trường hợp nào mà bị mụn thì khi mà các bạn phân loại ra được theo cách này thì các bạn sẽ tìm được cái nguyên nhân và sẽ có cách điều trị thích hợp nhất luôn. Chúng ta sẽ không phải đi đường vòng và không dẫn tới cái tình trạng mà khách hàng càng ngày càng bị mụn nặng hơn. Mình cũng không không muốn là tiếp tục đi chữa như này cho các bạn nữa và không muốn rằng chính các chủ spa chúng ta đang đánh mất đi tất cả những cái uy tín của chúng ta gây dựng bấy lâu nay cũng chỉ vì là chúng ta thiếu hiểu biết như vậy. Và mình sẵn sàng nhận tất cả các câu hỏi của các bạn, được chưa ạ? Tất cả các câu hỏi của các bạn và các bạn cần sản phẩm gì, cần quy trình gì. Hiện tại là mình đi chuyển giao công nghệ và mình đã cập nhật được rất nhiều những cái quy trình và công nghệ mới, cũng như là những cái kiến thức mới. Mình có liên kết với cả các cái công ty khác để chúng ta tìm hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Nên nếu như các bạn có cái nhu cầu và các bạn có những cái kiến thức thắc mắc thì các bạn cứ có thể trực tiếp inbox cho mình. Không cần phải là học viên của Hà, mình cũng sẽ trả lời, Hà cũng sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Tránh cái trường hợp là các bạn tư vấn cho khách hàng hoàn toàn sai, hoàn toàn ngược lại. Để cho một cái làn da, thực ra mình biết chị ý, da của chị chỉ có một vài điểm nám thôi. Da hoàn toàn là đối với cái độ tuổi của chị ý, thì da của chị ý là đẹp, căng và khỏe, bởi vì chị rất chú trọng đến việc là giữ ẩm và uống nước. Nhưng mà khi sau chỉ cần một ngày chị spa và sai như thế, dẫn tới là bây giờ chúng ta đang phải quay lại điều trị cho khách hàng chỉ vì là gì ạ, chủ spa hoàn toàn không có kiến thức cập nhật công nghệ mới. Chị được tư vấn là chị ơi em cái sản phẩm này là rượu nhá chị nhại, và em đi ủ sau đó là em làm cho chị một lần trắng ngay đúng không ạ? Và khách hàng người ta gì ạ, khách hàng người ta hoàn toàn tin. Vì sao? Vì cái bạn này là học y ra. Nhưng các bạn có biết là các bạn đang cập nhật công nghệ gì không, đúng không ạ? Có rất nhiều chủ spa còn đang không biết mình cập nhật công nghệ gì. Và các bạn có định nghĩa được một làn da đẹp là một làn da như thế nào không, hay là phải trắng 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 hơn nữa thì nó mới là đẹp, đúng không ạ? Mình tin chắc rằng tất cả các chủ spa đều biết một làn da khỏe thứ nhất là có ánh sáng, đúng không ạ? Khi chúng ta nhìn vào chúng ta nhìn thấy có ánh sáng, có sắc da, có ánh sáng hồng, da căng bóng, đúng không ạ? Da căng bóng, mềm mướt đủ độ ẩm là chúng ta thấy làn da khỏe. Các bạn, mình mong rằng các chủ spa nếu bất kỳ có vấn đề gì có thể hỏi, hoặc là chúng ta sẽ trao đổi lẫn nhau, chúng ta chia sẻ lẫn nhau, tránh trường hợp như thế này đúng không ạ? Đặc biệt mình nhắc lại với các bạn là gì ạ? Các bạn cung cấp đủ nước cho làn da, còn tất nhiên là sẽ có những trường hợp như thế này. Có những trường hợp là da của khách hàng khả năng tích nước, da của khách hàng kém thì mình phải có những cái biện pháp đặc biệt khác nữa. Và có những cái trường hợp da của khách hàng đó là gì ạ, không hấp thụ thì chúng ta lại phải có một cái cách xử lý đặc biệt khác. Nhưng mà mình nên nhớ, mình luôn luôn nhắc với các bạn và nhấn mạnh lại với các bạn một lần nữa, đó chính là gì ạ, da cực kỳ cần nước, đúng ạ? Chứ không phải là chúng ta chỉ cần nước vào mùa hè. Và các bạn hoàn toàn sai lầm, và mình không muốn là chúng ta sẽ lại đi phản bác lẫn nhau. Ví dụ như các bạn tư vấn là ngừng cấp ẩm đi, và khi mà da khách hàng bị như vậy rồi thì da khách hàng có quay lại với các bạn không? Không, và vĩnh viễn là không bao giờ quay lại với các bạn nữa, đúng không ạ? Vĩnh viễn là không bao giờ quay lại với các bạn nữa. Và mình rất hy vọng rằng là video này thì sẽ được chia sẻ rộng đến các chủ spa, đặc biệt là những chủ spa chỉ đi học nghề thôi ạ, chỉ đi học nghề và các bạn không hề biết cơ bản. Đó chính là lý do vì sao mà nhiều người phải bỏ số tiền nhiều hơn để được đi học những cái khóa chuyên sâu, và các bạn ấy đã được gì ạ? Từ cơ bản thôi, từ việc là các ví dụ như là các cái lớp da như thế nào, phần nào trong da là phần tích nước, đúng không ạ? Các bạn ấy phải đi học. Bởi vì sao? Mặc dù đắt tiền hơn nhưng các bạn sẽ không gặp những cái sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Mình xin nhắc lại là đó là một cái sai lầm rất ngớ ngẩn. Các bạn có hiểu không ạ? Bởi vì khách hàng người ta còn thấy cực kỳ vô lý. Bởi vì sao mùa này, nhưng mà chị cũng không biết vì sao mà bạn ấy lại bảo chị là chị ngưng cấp ẩm, chị càng ngưng cấp ẩm thì da của chị càng mọc mụn, da của chị càng bị nhiều vấn đề. Đúng không ạ? Và mình hy vọng là sau ngày hôm nay mình sẽ không phải tiếp nhận và điều trị những cái ca mà chủ spa có thể tư vấn một cách gọi là thiếu hiểu biết, và mình xin giấu tên chủ spa ở đây vì mình cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mà tất cả các bạn hãy chia sẻ nó. Bởi vì sao? Bởi vì nó không chỉ là dành cho mình, không phải chỉ dành cho các bạn xem video ở đây, mà tất cả những chủ spa, đặc biệt là những người nào mà các bạn chỉ đi học, ví dụ các bạn chỉ đi học về tay nghề thôi, đôi lúc các bạn cũng không biết tại sao mà chúng ta phải làm như thế. Và mình tin mỗi học viên đã học ra
mình đã đào tạo rất nhiều học viên rồi, và các bạn ý sau khóa học da của các bạn ý đẹp hơn, không phải là vì vì cái sản phẩm gì thần thánh cả, mà là vì các bạn ý hiểu được mình phải chăm sóc da như thế nào, và các bạn ý tư vấn được cho những người khác từ cơ bản từng phần một. Các bạn nhìn da của khách hàng mọc mụn ở đâu, các bạn biết là nội tạng người ta có vấn đề gì, đó chính là cái điều gì ạ, đó chính là gì, đó chính là cái tầm quan trọng của trí tuệ. Bởi vì sao, nếu như các bạn chỉ tư vấn rất là vớ vẩn thôi đúng không ạ, các bạn nhìn mụn chị ơi thế thì chắc chắn là chị bị tiết dầu nhiều và chắc chắn là chị phải ngưng cấp ẩm rồi. À, vậy thì chúng ta sẽ gặp những trường hợp như này. Không chỉ tôi, không chỉ những người xem video ở đây và tất cả ngành spa của chúng ta sẽ bị mất uy tín bởi như thế đúng không ạ? Và chúng ta chia sẻ với nhau tất cả những cái kiến thức này để làm gì ạ? Để chúng ta lấy lại uy tín của ngành spa. Và mình xin hẹn các bạn một buổi video lần sau nữa, và tất nhiên là sẽ không phải ở Hà Nội nữa, và mình sẽ chia sẻ với các bạn có thể là ở Đà Lạt hoặc là ở Phan Thiết. Chắc chắn ở Phan Thiết ở Lady Spa thì mình sẽ có một cái buổi chia sẻ thêm về công nghệ, về những cái kết quả và về điều trị mụn này và làm căng bóng da mặt. Như các bạn biết là mình sẽ có một cái buổi một cái buổi soi da để tri ân khách hàng ở Lady Spa, và sẽ thực hiện những cái kỹ thuật về bắn tinh chất, cái tinh chất này trẻ hóa da mặt, và sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái công nghệ mới nữa, và mình sẽ hẹn các bạn vào một buổi gần nhất và chia sẻ thêm với các bạn về những kiến thức bổ ích nữa. Hiện tại thì sắp tới là cũng có hẹn một đối tác, nên là xin hẹn các bạn ở một buổi khác. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.